Bà ơi, nãy giờ hái được hai dãy rồi. Bây giờ mình sẽ hái hai dãy này nữa. Ồ, mà cái dãy thứ ba là dâu tây con á mà. Ôi, mấy chị nè. Uổng. Bị mấy con chim ăn. Đây lượm mấy trái chín chín này vô vỏ nè. Năm nay dâu tây khi nó nhỏ nhỏ nó không có xung xuê giống như hồi xưa. Hồi xưa mà mình mới trồng mới dãy giống vậy là cái lá nó to lắm. Năm nay nó hơi còi á, nghĩ chắc cái vỏ này là đầy hơn á. Ngọt quá. Wow. Cái trái nó bự ghê hả? Bị hư trái này hư. Trái dâu chín mọng thơm phức, công nhận khi nó chín nó dậy cả cái mùi. Ôi trời, nó thơm thơm mà đói bụng luôn á. Ồ, nước lửng luôn. Đây cả chùm. Ôi chín cả đống nguyên một chùm luôn kìa. Chín khô. Dâu tây năm nay chiều cao khiêm tốn hết. Năm ngoái nó tốt ung mà vậy còn đỡ hơn vô farm nha. Hơi vô farm nhìn còn sợ hơn nữa. Dâu tây farm một năm nay thấy em Trang em đi mà hú hồn luôn á. Quá trời. Mà năm nay em đi về xong em kể rồi mình đâu có đi nữa đâu. Mình thấy ở nhà mình hái mình sướng hơn. Con farm này là farm nhà. Farm nhà nên là được chăm sóc kỹ. Năm nào cũng được nhiều trái hết. Trời ơi. Chị nào chị ăn cái trái đó hết luôn. Nghĩ dàng không? Đã chứ cả nhà ơi.
chín thơm. Mấy trái đậu mùa nó bự chán nha cả nhà, đậu mùa nó đỏ nha. Bên trong nó chín đỏ mọng mọng nước mềm. Một trái bên đây bỏ lỡ. Một trái bên đây bỏ lỡ. Nhỏ mà có vỏ trời, trái bự ghê chưa. Trái này quá lớn à. Mê quá. Ồ, trái nào hư. Nhìn nó đỏ vậy mà hư ha. Nó mềm, ngộ ghê. Wow, trái bự quá. Này cả nhà. Siêu to nè. Chim thì ăn. Wow, cái trái này bự siêu to luôn quá. Ôi, trái dâu đã dữ trời. Ồ, nó đã chưa. Ui trời, cái này chín. Đỏ bên này. Ừ.
Ai đây cả nhà ơi, một rổ dâu tây quá chừng đầy úc đầy dung đầy gọi là ngập tràn luôn. Ủa cả nhà đây hay đậu cả nhà ơi, thôi mình thấy đậu nó bự trái quá trời rồi, đi tìm đậu hái cho chủ này. Trái ba la xong rồi đi về, nó đi về mà thấy đậu nó bự quá mình sợ nó bị già đó, nên là thôi đi ra xem trái nào bự bự hái mang vô cho chị này. Nửa trái bự bự hái trước này. Ôi, lủng lẳng toàn ten ở đây. Hôm nay chắc đầy vỏ này đậu quá cả nhà ơi. Nãy hái dâu tây rồi cái trái nào bị con bà chim á bà ăn á, rồi cái tiết bỏ thì tiết, xong rồi cái ăn xong rồi no luôn hết đói bụng luôn, ăn dâu tây của mấy chị chim mà đó nãy đó bụng giờ hết luôn. Hay ghê không, bữa hôm là mấy cái cây này nó ngã nè, nên là mình dựng nó lên, công nhận dựng lên cái trái nó đẹp hẳn ấy, nó thẳng thớm hẳn. Quá trời. Một mấy trái. Cái này vô chị xào rồi chín nướng gì, bữa hôm chị nướng chứ phô mai nghe nói ngon lắm. Bữa nào mình về mình nướng thử với phô mai cho ông xã mình ăn thử. Mình thấy chị chồng mình hay nướng với lại cream. Chị nướng lên xong rồi chị bỏ nước sốt cream vô. Nước sốt rồi chắc cũng nước sốt phô mai luôn á mà. Mà phô mai dạng nước á. Nó thẳng đẹp ghê ha. Tìm mấy em ở bự hái trước đi ta. Mấy em nhỏ nhỏ thôi mà hái. Xong mấy em bự nó già thôi. Ôi trời, trời cái đây già rồi. Không tìm hái giống thôi, cái trái nào mà không hái nó già mau lắm. Đậu này mau lắm. Mau lên cái hạt ở trong. Mau lớn nữa. Về nhà mình không hái đậu nhà mình nữa nè. Kêu mình làm sao mình lo làm y vậy nha. Mà làm khác là cái bụng chỉ đau nên đó hả. Khi lựa vô tay là mình muốn hái cái gì hay lửa gì mình cũng muốn làm theo ý chị để chị vui.
chứ mà làm hồi trật ý chị là chị mặt nhìn chợ lắm, với lại hả chị không được vui mà làm theo đúng ý chị, trời ơi, chị vui xong rồi hả chị cho thêm giờ nữa cả nhà ơi. Bởi vậy là mình cứ hiểu tính chủ là cứ vậy mà làm đó, với ông xã mình cũng vậy đó, hiểu tính ổng rồi thì cứ vậy mà làm thôi, chứ mà là lúc đó cái người đó người ta vui lắm, làm theo đúng ý người ta vui lắm. Nó như lúc đó mình làm giống như còn 15 phút nữa là 5 giờ, và chị nói thôi à, tính luôn 15 phút đó đi đó, chị vui chị cho thêm vậy đó. Còn mà không vui đó rồi sợ lắm, không vui không nói gì hết trơn, nhìn sợ lắm là biết rồi ngày mai làm lại. Không nói gì, không cần nói, nhìn cái mặt không là biết sợ rồi. Nên là ở nhà thấy mà khi mình đi hái trái cây mà mình cứ lựa tới lựa lui lên vậy. Còn nhà mình thì ui giờ ui mình hái xong mình hái vườn, mình nói ông xã mình rồi, ông kỹ gì kỹ, vườn là vườn của tôi làm gì tôi làm, nên là mình ra vườn là mình thích nhất, tại vì mình được làm theo ý mình, thích làm gì mình làm. Nhổ cỏ, trồng cây, nhổ cái này nhổ cái kia, ôi trời thích, ra vườn là niềm vui của mình. Cả nhà thấy anh xã mình anh xếp cái củi là nhà thấy không? Củi thôi á nha, chỉ củi rốt thôi mà anh xếp thẳng hàng thẳng luôn, là anh biết cả nhà biết anh kỹ cái nào. Tính đâu ra đó rõ ràng cả nhà, hay lắm. Tính nói chung là có cái rất là hay, mình thích cái tính của ảnh, là nhiều lúc cũng mệt mỏi thiệt, nhiều lúc không làm theo đứa ông quạo một đống cũng sợ lắm mà hả. Nhưng mà mình thích cái tính ngăn nắp của ảnh, đâu đó đó việc gì ra nấy việc làm, nói được là làm được kiểu vậy đó, không bao giờ nói mà không làm được đâu, nói là làm được mà không nói thôi, nói anh sẽ làm đó là sẽ làm kia, giỏi lắm. Rồi hứa cái gì đó là làm được, còn không hứa thôi không làm, chớ được là làm được, hay lắm, có bản lĩnh đó. Rồi được một rổ đậu nữa cả nhà.